Chúng ta đến với cặp thi đấu thứ năm, cặp thi đấu của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Ngọc Minh Đức, hai tuyển thủ quốc gia Việt Nam về game FIFA Online, vâng, môn thể thao điện tử FIFA Online. Ở trận đấu này thì cả hai vận động viên của chúng ta đều cầm Real. Vâng, áo trắng là của Nguyễn Tuấn Anh, còn áo đen là của Lê Ngọc Minh Đức. Sergio Ramos không được rồi, vừa rồi thì cú băng vào của Angel Di Maria không thành công. Vâng, đây là Xabi Alonso, Kaká. Vâng, đây là Karim Benzema. Rồi, những pha bật bóng rất nhanh của các vận động viên cầm Real, Lê Ngọc Nguyên Đức và Nguyễn Tuấn Anh. Rồi, chắc chắn ganh không còn xa lại nhau. Vừa rồi là một pha tỷ lệ cực tốt của Ronaldo. Vâng, Ronaldo đến một sau là có một pha dứt điểm tinh tế trong vòng cấm. Rõ ràng là cả hai game thủ không còn quá xa lại nhau nữa rồi. Pha chuyền bóng rất đẹp, nhưng phải nói rằng vừa rồi Ronaldo có một pha xử lý hoàn hảo. Vâng, Marcelo quá mỏng cơm để so sánh với Ronaldo. Vâng, đây là Higuain. Vâng, tỷ số đã là 1-0 cho Lê Ngọc Minh Đức đến từ FC Đà Nẵng. Vâng, rất đẹp mắt. Vấn đề là vừa rồi Remy đã rơi vào thế vượt vị. Dù là tuyển thủ quốc gia hay những cao thủ, những vận động viên đá FIFA Online đều có những bài tạt cánh rất hay. Vâng, bài QA được sinh ra và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng FIFA Online. Vâng, QA, các bạn hãy luôn nhớ đá bàn phím là như vậy. Đây là Jose Calderon, không được. Higuain, Cristiano Ronaldo, những pha bật tường liên tiếp của Nguyễn Tuấn Anh. Đây là Mesut Ozil. Rơi bóng ra biên, sau đó là một cú tạt bóng. Việc Romo đã cắm, một cầu thủ nhạy cảm. Vâng, có khả năng chấp hợp cơ rất nhanh. Vì vậy những tạt bóng của Lê Ngọc Minh Đức sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là Karim Benzema. Có khoảng trống. Vâng, một cú sút thẳng vào chân của hậu vệ bên phía Lê Ngọc Minh Đức. Sergio Ramos, vâng, đã bị bắt bài. Còn đây là Romo, vâng, những vừa rồi một pha chơi úc mả của Ronaldo, và đây là cơ hội dành cho anh. Vâng, một cú sút không thể cản phá. Tỷ số là 2-0 dành cho Lê Ngọc Minh Đức. Vâng, các bạn có thể thấy cú sút của người ngoài hành tinh, Casillas vừa rồi đã phải né bóng. Vâng, lo ngại cho sự nghiệp trong phần còn lại của đời mình, vì vậy mà Casillas không lao vào bắt quả bóng vừa rồi. Tỷ số là 2-0. Đây là Kaká. Vâng, liên tiếp những pha tranh chấp ở giữa sân. Bóng đang thuộc quyền kiểm soát của Real do Nguyễn Tuấn Anh cầm. Vâng, đây là Higuain. Những pha bật tường liên tiếp của Nguyễn Tuấn Anh. Ronaldo không được rồi, đường truyền sang địa chỉ của Ronaldo. Bây giờ thì Real Nguyễn Tuấn Anh phải chống đỡ một pha phản công nguy hiểm. Calderon,
Đây là Kazim Bendama, vâng, tỷ số đã là 3-0 rồi. Vâng, những pha đá bóng rất hay của Lê Ngọc Minh Đức. Những pha tạt bóng khó chịu và tiền đạo của Lê Ngọc Minh Đức thì các bạn có thể thấy rất nhạy cảm phá bóng hiệp vị vừa rồi là Kazim Bendama. Vâng, Bendama luôn là sát thủ khi đối mặt với các thủ môn. Những pha rút bóng tinh tế. Phút thứ 36 và tỷ số là 3-0. Angel Di Maria khá lắt léo. Đây là Sabi Alonso. Higuin. Vâng, cuối lòng. Khi mà đã vào khung thì không thể không như vậy. Vâng, vừa rồi là một pha đường băng giả tuyệt vời của Higuin. Sau đó là pha cuối lòng không thể cản phá. Vâng, sử dụng các phương kỹ thuật cực kỳ nhuần nhuyễn. Các bạn có thể thấy Coco trở thành một thứ hai. Lúc này thì tỷ số là 3-1. Cả hai huấn luyện viên đều là những thành viên của đội tuyển quốc gia FIFA Online Việt Nam. Vì vậy mà các anh đã quá hiểu nhau rồi. Cristiano. Đây là Kazim Benzema. Rất thoáng, không được rồi. Sau đó Ramos đã có mặt kịp thời để cắt đường bóng rồi. Đây là Kazim Benzema. Angel Di Maria đang khá trúng chảy bên phía cánh trái. Vâng, Pepe đã kịp thời giải nguy. Hai nguyên thủ đang công hiến lối đá tấn công. Vâng, những pha miếng trả miếng liên tục được xảy ra. Angel Di Maria. Vâng, không được rồi. Pha phối hợp hơi rườm rà của các cầu thủ Real do Nguyễn Tuấn Anh cầm. Vâng, đây là Ramos. Ronaldo. Vâng, vừa rồi có khoảng trống như Ronaldo quyết định chuyền bóng chứ không phải là một cú sút bố bổ. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Tỷ số vẫn đang là 3-1 nhưng giờ Lê Ngọc Minh Đức. Vâng, những vận dập đã làm cho các game thủ thi đấu chưa được đúng với phong độ của mình. Angel Di Maria. Đây là Ronaldo, không được rồi. Bóng nó không thể tới được chân của Ronaldo. Một tư thế khá thoải mái. Nếu vừa rồi Ronaldo có thể có được bóng thì chắc chắn sẽ là một cú như bố bổ. Cơ hội dành cho Real của Lê Ngọc Minh Đức. Quá đơn giản, vâng, Ronaldo. Bàn thắng quá tuyệt vời. Một cú hat-trick của Ronaldo. Vâng, pha phối hợp rất đẹp của các cầu thủ Real do Lê Ngọc Minh Đức cầm. Các bạn có thể thấy Ronaldo chạy chỗ thông minh đối mặt với thủ môn. Pha một cú đệm lòng đơn giản. Phút thứ 52, tỷ số là 4-1 nghiêng về Lê Ngọc Minh Đức. Cả hai đội đều đá Real Madrid. Marcelo. Benzema. Vâng, đây là Ronaldo. Vâng, không được. Vừa rồi một pha bóng xuyên rất kỹ thuật của Ronaldo. Một bài trong FIFA Online. Nhưng cái tình huống vừa rồi thì đã không thành công. Chính xác hơn thì tình huống vừa rồi đã thất bại. Vâng, màn hình các bạn có thể thấy là do đường truyền giữa Hà Nội và Đà Nẵng không được tốt, vì vậy mà đang có những hiện tượng lag và dập. Bốn hậu vệ của Real đang lưu gần đâu, không được rồi. Rõ ràng thi đấu trong có điều kiện chất lượng mạng không được tốt nhất như thế này, hai game thủ cũng như là các vận động viên của chúng ta sẽ không thể hiện được hết khả năng. Angel Di Maria trong FIFA Online thì có nhiều pha phối hợp nhanh như điện. Những pha chạm bóng chỉ trong tích tắc mà thôi. Vâng, vừa rồi là pha rất cố đánh đầu của Higuin nhưng không thành công.
Miguel Di Maria. Higuin. Đây là Karim Benzema. Vâng, cú sút rất đẹp mắt. Pha nỗ lực trong một số lượng cầu thủ hậu vệ rất đông. Benzema vẫn cố gắng để có thể thực hiện được một cú sút nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc. Rất tiếc là bóng chỉ trúng vào cột dọc mà thôi. Không có bàn thắng trên ngắn tỷ số cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Real của Nguyễn Tuấn Anh vẫn đang tràn lên để tìm kiếm bàn thắng để gỡ được tỷ số. Không được rồi, vô lê bóng sống. Vâng, đây là Sambi Alonso. Rất đẹp mắt, vấn đề là việc vị mất rồi. Phút thứ 72, tỷ số vẫn là 4-1. Vâng, Nguyễn Tuấn Anh đang chiếm được ưu thế lớn trên sân, nhưng tỷ số thì không. Lê Ngọc Minh Đức không hề đơn giản một chút nào. Đây có lẽ là gương mặt sáng giá nhất của Liên đoàn FC Đà Nẵng, một thành viên của đội tuyển quốc gia FIFA Online. Pha căng ngang cắt mặt quá nguy hiểm. Không có một cầu thủ nào lao vào băng kịp với đội Benzema. Vâng, làm gì? Vâng, chuyền bóng một hồi và hiện thì mất bóng. Vâng, Ronaldo. Không được. Phút thứ 79 rồi. Đây là tấn công khá hay của các cầu thủ Real do Lê Ngọc Minh Đức cầm. Nhưng mà các cầu thủ của Nguyễn Tuấn Anh đã hóa ra kịp thời, bây giờ chuyển từ đối thủ sang tấn công. Không được. Một cú sút. Một cú sút đầy uy lực và cũng không kém phần kỹ thuật của Ronaldo, chỉ đáng tiếc là bóng đi sát sạch cột dọc. Bằng lưới của Casillas bên phía Lê Ngọc Minh Đức vẫn được bảo toàn, mới chỉ là lưới một bàn thôi. Kaká. Đây là Cristiano Ronaldo. Không được. Hôm nay thì có khá nhiều điều chuyển lỗi của các cầu thủ ở những thời điểm quyết định. Vâng, chỉ cần có một cầu thủ kiến tạo tốt thôi, một tiền đạo vô danh trong game online cũng có thể nổi không kém như Ronaldo với những bàn thắng ảo. Vâng, đây là Angel Di Maria lại mất bóng rồi. Vâng, tỷ số khá đậm, 1-4. Vâng, những phút vừa giờ đã sắp trôi qua rồi, tỷ số vẫn là 4-1. Có lẽ đây sẽ là một trận thua nữa của Liên đoàn Kinh. Vâng, trận thua thứ hai của Kinh trước FC Đà Nẵng. Benzema. Các bạn có thể thấy vừa rồi là một bàn thắng quá ảo của Karim Benzema. Vâng, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Thuận chân phải như anh sút chân trái. Một bàn thắng ở góc không tưởng. Vừa rồi thì chắc chắn Benzema sẽ phải phẫu thuật lại cái đầu gối của mình. Anh đã xoay người quá so với quy định. Tiếp tục rồi tấn công nhằm tìm kiếm một bàn gỡ nữa. Đây là Higuin. Vâng, như vậy là trận đấu đầu tiên giữa Nguyễn Tuấn Anh và Lê Ngọc Minh Đức đã kết thúc. Tỷ số là 4-2. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Tỷ số điểm đang là 10-5-3 nghiêng về phía Liên đoàn.